Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay trở lại với vòng tự luyện toán tiếng Anh lớp 8 vòng 1. Thứ nhất là bức tranh bí ẩn, không có máy tính, hơi lâu. Chưa biết cách giải, bạn nào giúp mình nha. Hiện tại xuống mà thôi. Chưa biết cách làm. Thank you.
tìm ra thức A sao cho. Âm nằm yêu bè yêu bè. Rất mở, nó quá. Tìm ra chữ X nếu nhân lại thôi. Chuyển tải và tiến hành mở các cơ quan cơ sở cần thành cả cơ quan mới về
địa đối hành chính nằm ở phía nam của huyện Thiên Hà là xã Vùng Ven Biển, có diện tích đất tự nhiên là 37,36 km², dân số trên 14.000 người, 13.150 hộ được phân bổ trong 18 khu dân cư, là xã có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của huyện. Đến nay, hội đồng nhân dân xã Quan đã tập hợp được 1.900 hộ dân trên 18 khu hội, chiếm 75% so với một số hộ nông nghiệp. Phát huy tiềm năng sức mạnh, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng lực sáng tạo, toàn diện, tranh thủ khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong những năm qua, Ban chấp hành hội nông dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, hội nông dân xã và các chi hội của trung ương hội nông dân Việt Nam, hội nông dân thành phố, ủy ban nhân dân huyện, hội nông dân huyện đạt nhiều bằng khen, thưởng khen các hoạt động của các tập thể và cá nhân trên địa bàn xã. Năm 2020, hội nông dân xã Vinh Quang được bộ chỉ huy biên phòng thành phố tặng huy chương cho công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và bộ xã biên phòng làm tốt công tác an ninh trật tự, tố giác tội phạm trong vùng biên giới biển. Qua đó, chi hội nông dân Dương Thiên Hải đã được hội nông dân thành phố tặng huy chương, chi hội nông dân Cô Điên chi được ủy ban nhân dân huyện tặng huy chương và thực hiện chi hội mang tốt giai đoạn 2014-2019. Hội nông dân xã và các chi hội cơ sở đều được cấp ủy đảng chính quyền địa phương ghi nhận làm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong năm qua. Qua đó, hội nông dân đã khẳng định xây dựng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm của hội đảng: bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng phát triển các mô hình trồng dừa tại thôn Thiên Hải với số lượng 250 cây. Chúng được nhờ do hội nông dân tự quản nguồn lấy phí thu chi là 1.500 m², gắn liền với việc quản lý vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Mô hình liên kết cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân trên quốc lộ thôn Tân Thắng, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Lợi, Ngô Minh Tuấn, Lưu Bảo Minh, Vũ Văn Tám, Thôn Duyên Hải, Trần Văn Thế, Nguyễn Hồng Tuấn, Thôn Đồn Lưới, Mai Khắc Hồng, Thôn Yên, Nguyễn Hồng Liên, Thôn Cửa Lưới và nhiều hội viên khác. Mô hình chăn nuôi vịt với thương hiệu Tiến Vị Tiến Hưng cho hội viên Vũ Văn Long, Mai Thanh Trương, Nguyễn Văn Hạnh, Đào Văn Bằng, Mai Văn Đoàn với số lượng hàng nghìn con vịt đẻ. Mô hình chăn nuôi với tổng thể sản của hội viên Vũ Văn Kết, Nguyễn Văn Thông, Vũ Văn Đoàn, Nguyễn Văn Tiến, Đào Văn Khắc, Vũ Đức Thái và hàng trăm hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Mô hình lợi nhuận của hội viên Nguyễn Văn Di, Vũ Văn Đồng, Vũ Văn Quỳnh và Trần Văn Tới. Các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần cao thu nhập đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt, góp phần lớn trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị xã hội trên địa bàn nông thôn. Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội, hội nông dân đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các mô hình giảm nghèo trong một số gia đình đối với những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền hàng chục triệu đồng và hàng trăm ngày công. Phát triển thành một quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ mái ấm nông dân, đôn đốc các chi hội tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 về phát triển hội viên, tăng cường quỹ hội, quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp với các ngân hàng cho vay trên 10 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, duy trì giao ban định kỳ các tổ trưởng tổ vay vốn tại ủy ban nhân dân xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thu nợ, thu lãi đến tỷ. Chỉ đạo các chi hội vận động cán bộ hội viên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh, ra quân dọn vệ sinh môi trường tại trung tâm ủy ban nhân xã, chào mừng đại hội đảng bộ xã Vĩnh Quang thành công, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, duy trì việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ hội viên hội nông dân xã nhà tiếp tục tăng cường đoàn kết sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Vinh Quang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thay mặt cho ban chấp hành hội nông dân xã Vinh Quang, xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân xã nhà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và cán bộ phục vụ hội viên, xin trân trọng cảm ơn ban chấp hành hội nông dân xã. Tiếp theo, kính mời quý vị xin nghe thông báo của Bộ Xã Vinh Quang, thông báo về việc chi trả bảo hiểm xã hội. Kính thưa quý vị, các ông, các bà, một số đối tượng được chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng, theo lịch chi trả bảo trợ xã hội tháng 10 năm 2020, chủ tịch Vinh Quang kính mời các cụ, các ông, các bà, các đối tượng, người cao tuổi,
quan về cả bảo trợ xã hội. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng theo lịch chi trả bảo trợ xã hội tháng 10 năm 2020, biêu điện liên quan xin kính mời các cụ, các ông, các bà của các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội đến địa điểm đã liên quan đến lịch chi trả là 2 tháng 15. Ngày mai và ngày 16 tháng 10 năm 2020, thời gian chi trả từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Kính mong các cụ, các ông, các bà đến địa điểm đã liên quan sẽ đính tiền, khi đi mang theo sổ đính tiền và đến theo đúng lịch và thời gian biêu điện liên quan đã thông báo. Ban tổ chức lễ tang Quân An và gia đình vô cùng xúc xúc vào tim của Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1937, quê quán xã Thành An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ quán Quân An xã Tuyên Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, cùng là hội viên của Công ty Chính Trị, hội viên của Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, hội viên của người cao tuổi, hội viên của Sở Giáo xã Tuyên Quang, cùng nhân viên đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc và đã được tốt hơn trong công việc đang xuất chúng bận rộn. Tôi đã đạt đến 12 giờ đúng năm phút ngày 14 tháng 10 năm 2020, tức ngày 28 tháng 8 năm 2020, cụ hưởng đồng thọ 84 tuổi. Với các nhiệm vụ được tổ chức vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10 năm 2020, để quý vị được tổ chức vào hồi 14 giờ cùng ngày. Lễ tuyên dương sắp xếp sai đường cao đồng cao xã Tư Quan được tổ chức hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020. Ban tổ chức lễ tang Quân An và gia đình xin thông báo để nhân dân trong thôn ngoài xã tổ chức đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng gia đình san sẻ. Ban tổ chức lễ tang Quân An ở bà Phạm Thị Nêu, trưởng ban Nguyễn Văn Thiện cùng gia quyến chứng báo. Xin các bạn thông báo tin buồn. Ban tổ chức lễ tang Quân Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1937, sinh quán xã Thị An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ quán Quân Nam, xã Tuyên Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, cùng là hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội trường sơn đường Hồ Chí Minh, hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội Phật giáo xã Tuyên Quang, cùng lâm bệnh đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc, dạy chữa thuốc thang trong do tuổi cao sức yếu bệnh tật.
nhất của em và góc thứ nhất là 66 độ. Tích của hai cái đa thức này là 3/4 nhân với này không 3/2 x mũ 5 y mũ 3. Mười công nhân làm 8 giờ thì sửa được một ô tô. Bốn công nhân tiếp là câu cuối cùng mình tính hơi vội, vẫn còn thời gian 3 phút, hơi tiếc một chút thôi, các bạn thông cảm, mình hết thời gian để làm cũng mệt rồi.